Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Chu Du. Kính mời các bạn đến với chuyên mục Nhân tư học và ứng dụng vào đời sống. Hôm nay mình cũng sẽ chia sẻ và truyền tải đến các bạn chủ đề mới trong bộ môn Nhân tư học và cũng như là ứng dụng cái đạo Phật vào trong cuộc sống của chúng ta để cho cuộc sống của mình nó ngày càng nó hạnh phúc hơn, nó tươi sáng hơn và có đầy một cái trí tuệ hơn. Và quay trở lại với chủ đề hôm nay mà mình muốn chia sẻ, đó chính là cái 5 cái phước mà nó rất quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Bởi vì sao mà nó quan trọng? Bởi vì mỗi con người chúng ta có được một cái sự thành công, có được cái con đường công danh sự nghiệp, hạnh phúc, vân vân, đều do cái phước của chúng ta mà có. Như vậy thì với 5 cái phước này chính là một trong những cái phần loại phước mà nó sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều ở trong cuộc sống. Và đương nhiên cái phước nó có rất nhiều cái dạng khác nhau, nhưng mà qua cái video này mình chỉ nói đến 5 cái phước. Mà chỉ cần các bạn có một trong 5 cái phước này thôi là cũng đủ có thể giúp cho chúng ta thành tựu ở một cái lĩnh vực nào đó rồi. Còn nếu như mà các bạn có đầy đủ hết 5 cái phước thì rõ ràng các bạn là một người cực kỳ may mắn và cái phước báo rất lớn. Đó chính là cái kết quả của một cái sự thành tựu về cái sự tu tập ở một cái kiếp nào đó của chúng ta. Như vậy thì cái 5 phước đó là như thế nào? Thì thông qua cái nhân tướng học mình cũng sẽ chỉ ra cho các bạn. Cái dấu hiệu thứ nhất, hay nói cách khác đó là cái phước thứ nhất, đó chính là về cái nhan sắc đẹp. Một người mà có cái dung sắc đẹp thì chúng ta phải biết rằng ở một cái kiếp xa xưa nào đó, họ cũng đã từng là một người sống thiện lương. Sống thiện lương. Ông bà ta có cái câu rằng là tâm sinh tướng. Một người mà họ có một cái tâm đẹp thì cái tướng của họ sẽ tương ứng với cái tâm đẹp đó. Một người mà có cái tâm lương thiện thì cái tướng của họ cũng sẽ hiện ra một người có cái tướng thiện lương. Như vậy thì tâm sinh tướng là một cái điều có thật ở trong cuộc sống. Nó phản ánh cái nội tâm của một người. Như vậy thì một người có cái hình tướng đẹp thì chắc chắn phải là một người đã từng sống thiện lương. Họ là một người ít có tham sân si ở trong cuộc sống. Chúng ta biết rằng những người mà họ thường hay sân si, thường hay nổi nóng ấy, thì cái sắc diện của họ là một người rất cáu gắt. Và cái nhan sắc của họ cũng là một người không phải là một tướng thanh tao. Chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ biết được cái tướng diện nó ứng với cái vận mệnh của người đó ngay. Và cái sắc diện, cái tướng diện này nó cũng là một trong những cái kết quả của một cái quá trình mà chúng ta đã tạo ra được những cái phước báu ở trong cái tiền kiếp của mình, chứ không phải là tự nhiên mà có. Và một người có cái dung sắc đẹp nữa thì chúng ta rất dễ gặp được cái quý nhân ở trong cuộc sống của mình. Các bạn hãy tưởng tượng là những người mà họ có nhan sắc đẹp á, thì đi đâu họ cũng được cái sự ưu ái của những người khác. Thậm chí là một cái người họ xin vào một cái công ty hoặc là đi đến một cái môi trường nào đó mới mà người ta mới lần đầu ta gặp mặt họ, người ta sẽ thấy được cái sự khả ái rồi. Thì đó là một cái điều may mắn của những người có cái dung sắc đẹp. Và những người này rất dễ thành công so với những người khác. Chúng ta khoan hãy nói đến những cái yếu tố khác về cái nội tâm của họ, mà chúng ta chỉ dừng lại ở cái mặt hình tướng bên ngoài thôi. Một người mà có hình tướng bên ngoài đẹp thì chắc chắn rằng họ đã từng có một cái phước và cũng đã có một cái tâm lương thiện ở trong cuộc sống, họ mới có được cái dung sắc như vậy. Và nếu nói trên lòng bàn tay thì chúng ta cũng có những cái dấu hiệu để mà chúng ta nhận định đó. Cái dấu hiệu thứ nhất đó chính là các bạn thấy các cái ngón tay nó rất dài. Những người phụ nữ hay bất kỳ một người đàn ông hay phụ nữ nào cũng vậy, thường là họ
có các ngón tay dài là một trong những người họ có cái khả năng nghệ thuật và có cái năng khiếu bẩm sinh nào đó. Chúng ta thấy những người hoa hậu hoặc là những người đẹp thì ngón tay của họ thường là ngón tay dài, ngón tay búp măng. Đó là cái yếu tố về cái tướng tay. Và chúng ta có một cái điểm lưu ý nữa là các bạn hãy lưu ý rằng ở cái gò kim tinh đó, nó có những cái đường sọc rất là nhỏ li ti như thế này, mà chúng ta thậm chí là chúng ta nhìn kỹ chúng ta mới thấy được những cái đường này. Thì đây chính là cái dấu hiệu của một trong những người mà chúng ta biết được rằng họ sẽ có một dung sắc đẹp. Nhìn vào tướng tay chúng ta sẽ cũng có thể hình dung được cái dung mạo của họ. Còn mình chưa nói đến cái khuôn mặt chúng ta nhìn vào thì chúng ta biết rồi, mình không nói. Từ cái ánh mắt, cái lỗ mũi, cái miệng, từ cái tướng tay vân vân có rất nhiều. Tuy nhiên để nhìn qua cái bàn tay mà chúng ta nhận biết được người đó đẹp hay không thì nó có những cái dấu hiệu như thế này. Hoặc là cũng là một cái tướng tay nữa chúng ta thấy. Mà những người có cái dung sắc đẹp thì họ có những cái tướng tay mà chúng ta vào nhìn vào cái da sắc của họ, cái màu sắc rất là tươi nhuận. Chúng ta thấy các cái gò nó rất mập mạp tròn đầy, cho thấy đây là một người phụ nữ họ có cái phúc khí. Mà cái phúc khí thì đó chính là một trong những cái điều rất may mắn đối với mọi chúng ta. Thông qua cái tướng diện chúng ta thấy được những cái yếu tố đó. Và còn rất nhiều yếu tố nữa để chúng ta thấy được cái sắc diện của người đó là một người đẹp, là cũng là một người có cái phúc. Và cái điều thứ hai để đoán định được, biết được người đó có một cái phúc nữa, đó chính là cái giọng nói của một người. Chúng ta đừng khinh thường cái giọng nói. Mặc dù cái giọng nói chúng ta không nhìn thấy được, mà chúng ta chỉ cảm nhận qua cái âm thanh của một người thôi. Cái giọng nói nó thể hiện rằng cái phúc và cái đức của một người đó. Một người mà có một cái giọng nói hay thì chắc chắn họ phải ẩn chứa bên trong của họ một cái nội tâm thật sâu sắc. Và họ cũng là một người có cái tấm lòng lương thiện, từ bi, nhân ái. Cái giọng nói đó chính là cái kết quả của cái nội tâm của họ. Mà cái hơi thở đó chính là cái yếu tố rất quan trọng. Một người mà sống từ bi, hiền lành, tử tế thì họ sẽ có một cái hơi thở chậm chạp, từ tốn. Họ tuy rằng chúng ta thấy nó không có cái gì nó nhanh, nhưng mà nó tràn đầy một cái năng lượng, một cái nguồn sinh khí ở bên trong họ. Họ có thể phát ra một cái nội lực rất mạnh. Và cái giọng nói hay thì có thể truyền tải được những cái năng lượng đến những người khác nữa. Giữa cái giọng nói và cái dung sắc thì đó là hai yếu tố về cái âm và cái dương. Giọng nói là phần âm bên trong, còn hình tướng, dung sắc chính là cái hình ảnh ở bên ngoài là dương. Giọng nói là bên trong, còn hình tướng là bên ngoài. Một người mà chúng ta thấy tuy rằng họ không có một cái dung sắc đẹp, nhưng mà giọng nói của họ tốt, giọng nói có một cái chất liệu nào đó làm cho người khác thích nghe, có thể cảm được đến những người khác. Thì mặc dù cho dù cái hình tướng của họ không đẹp đi nữa thì chúng ta cũng biết được rằng người này có cái sự vinh hiển, có sự thành công. Ẩn chứa bên trong họ là một cái người có phúc đức sâu dày. Còn mà một người mà tuy rằng họ có một cái sắc đẹp nhìn bên ngoài chúng ta rất thích, nhưng mà cái giọng nói nó không có đủ cái âm phần, không có đủ cái độ thuyết phục, không có hay, thì chúng ta biết rằng cái phần âm của họ bị thiếu. Mà cái phần âm chính là cái yếu tố rất quan trọng. Cho nên những người đó, mặc dù chúng ta nhìn tướng đẹp, nhưng cái bên trong cốt cách bên trong của họ không có một yếu tố vinh hiển, cho nên người này về lâu dài sau này cũng có thể sẽ thể bị thất bại. Cho nên cái giọng nói là cái điều chúng ta cũng có thể phản ánh được là người đó có một cái phúc lớn. Mà cái phúc này nó cũng là một cái kết quả của một cái quá trình họ tu tập, họ rèn luyện cái nhân cách, đạo đức, cái phẩm hạnh của họ, cho nên mới có được những cái điều này. Đó là cái điều phúc thứ hai.
Và cái phút thứ ba nữa mình muốn chia sẻ đó chính là cái sức khỏe về cái tuổi thọ của một người. Nếu mà như mà nói về sức khỏe và tuổi thọ thì nhìn về cái tướng tài, chúng ta sẽ cảm nhận được qua những cái yếu tố này. Thứ nhất là đường sinh đạo. Đường sinh đạo phải là một cái đường mà nó sâu dày đậm rõ nét. Nó không có những cái yếu tố về đứt khúc như thế này, hoặc là nó có những cái sự đứt đoạn như thế này, mà phải là một cái đường sinh đạo sâu, đậm, rõ nét và dài. Yếu tố này nó chưa đủ, mà nó phải kết hợp thêm một cái yếu tố nữa, đó chính là ở dưới cổ tay của các bạn nó có những cái vòng cổ tay như thế này. Vòng cổ tay, nếu như một người nào mà có từ 3 vòng cổ tay trở lên kết hợp với đường sinh đạo nó dài, nó sâu đậm như thế này, thì rõ ràng đây là một người họ có một cái tuổi thọ sống rất cao. Đây cũng là một cái điều phước báo của họ. Mà chúng ta biết rằng cái việc mà có được cái tuổi thọ và sức khỏe tốt thì nó cũng là một cái kết quả của một cái việc mà chúng ta cũng đã từng yêu quý tính mạng của những người khác, những cái loài vật khác mà chúng ta thường hay đi phóng sinh. Nó cũng là một trong những cái cách để mà mình cải thiện được cái sức khỏe của mình. Do đó trong nhà Phật thì người ta luôn chú trọng đến cái việc mà ăn chay. Ăn chay là để hạn chế cái việc sát sinh, bởi vì trong nhà Phật thì đó tất cả các chúng sinh đều có cái mạng sống như nhau. Chúng ta không ai có quyền quyết định cái sinh mạng của người khác. Cho nên những người mà họ biết phóng sinh, ăn chay cũng là một trong những cái cách mà họ nuôi dưỡng cái lòng từ bi của mình. Mà những người mà biết phóng sanh, nuôi dưỡng lòng từ bi bằng việc ăn chay như vậy thì về cái nhân của họ sau này đạt được đó chính là cái sức khỏe, tuổi thọ, và thậm chí con cái của họ sau này cũng sẽ là được hưởng cái phần phúc đó. Bởi vì trong dòng họ của mình cũng có một người, những người ăn chay biết tạo ra cái phúc đức để lại, thì đây cũng chính là một trong những cái điều rất là tốt. Mà ở thời buổi hiện nay, chúng ta ở cái thời đại công nghệ và cũng như là cái nền kinh tế nó quá nhiều áp lực, mà đôi khi chúng ta quên những cái điều nó thực sự là nó có ý nghĩa như vậy ở trong cuộc sống. Mà những người mà biết phóng sinh và ăn chay như vậy thì rõ ràng họ cũng là một người đang trên con đường tu tập, và họ sẽ dần dần đi đến một cái sự chia sẻ, dễ chia sẻ, thông cảm đến với những người khác hơn. Bởi vì họ từ từ họ sẽ phát ra một cái tấm lòng từ bi. Và những người có cái lòng từ bi như vậy thì họ sẽ sinh ra một cái phúc khí rất lớn. Đó là cái phước báo thứ ba mà mình muốn chia sẻ, cũng qua cái hình tướng chúng ta cũng có thể biết được. Và đương nhiên về cái tuổi thọ chúng ta vẫn phải quan sát đến những yếu tố khác. Chẳng hạn như về nhân trung của họ, là cái nhân trung nó có thẳng hay không, nó có sâu hay không. Về cái tai của họ là cái tai như thế nào nữa. Nói chung rất nhiều yếu tố. Và cái phước thứ tư mà mình muốn nói đến chính là cái phước có được cái tài sản, đất đai, điền sản. Và nói đến đây thì mình nghĩ rằng ai cũng thích. Bởi vì cuộc sống của chúng ta thì ai cũng muốn mình có được cái sự giàu sang, hạnh phúc, sung túc. Đó là một điều mà rất là bình thường đối với những người bậc bình thường như chúng ta. Còn đối với những bậc thánh thì họ không cần đến những yếu tố đó. Bởi vì những cái tài sản vật chất chỉ là cái những yếu tố bên ngoài. Khi mà chúng ta mất đi rồi thì chúng ta không thể mang theo được những cái của cải vật chất đó, mà chính cái nghiệp của chúng ta mới đi theo. Cho nên những bậc thánh thì họ không cần đến những vấn đề này. Tuy nhiên về cái tướng tài nhận diện của một người có cái sự tài sản nhiều thì cũng có rất nhiều yếu tố. Chẳng hạn ở đây chúng ta có thể chia sẻ một vài cái điều như thế này. Thứ nhất là chúng bạn thấy ở trên đường tam đạo, đây chính là cái đường tam đạo. Ở cái phía dưới của cái ngón áp út, tức là cái ngón danh, và cái khu vực này người ta thường gọi là cái gò Thái Dương.
Gò Thái Dương có một cái đường thẳng như thế này. Nếu như Gò Càng có đường thẳng sâu dày, không bị các cái đường khác nó cắt phá nữa, thì đây chính là cái đường tài vận, thể hiện đây là một người có khả năng kiếm tiền và họ sẽ là một người rất giàu có ở trong cuộc sống. Và chúng ta có những cái dấu hiệu khác nữa, nhưng mà ở đây mình sẽ chia sẻ thêm một cái dấu hiệu nữa để mà các bạn có thể đoán định được người đó có cái phước về tài sản. Đó chính là cái dấu X. Cái dấu X ở chính giữa cái lòng bàn tay. Nó thuộc cái khoảng cách giữa đường tâm đạo và đường trí đạo như thế này. Mình cũng đã từng thấy rất là nhiều cái những người mà có cái chữ X ở giữa lòng bàn tay như thế này, thì họ cũng là một cái người vừa có phúc phần, vừa được gia tiên phù hộ, và cũng là một người có thể sở hữu rất nhiều đất đai và bất động sản. Đặc biệt là họ là một người sống rất hiền lương, rất hiền lương. Đây là cái dấu hiệu rất may mắn. Nếu như mà các bạn có hoặc là người thân có thì thật sự mà nói xin chúc mừng các bạn. Các bạn có những cái dấu hiệu này. Và chúng ta thường hay mơ cầu, mong cầu những cái điều tài sản ở trong tương lai. Nhưng mà có những thứ chúng ta cầu được, có những thứ chúng ta không thể cầu được. Đó chính là liên quan tới cái việc phước của chúng ta. Một người mà họ có nhiều tài sản đất đai không phải tự nhiên mà họ có được, mà chúng ta hãy nhớ rằng đó chính là cái kết quả của một cái sự bố thí của họ. Bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý. Đó là những cái phương pháp bố thí để giúp cho chúng ta có được cái sự thành tựu. Và cái bố thí tài tức là bố thí về cái của cải vật chất, sức lực của mình, trí tuệ của mình để giúp đỡ người khác. Thì những cái sự bố thí này chắc chắn ở một cái kiếp nào đó trong tương lai của chúng ta sẽ được hưởng những phần phúc đó. Và những người mà hay bố thí như vậy thì họ cũng sẽ là một cái người mà có một cái tấm lòng nó rộng rãi. Ý mình nói là những người này, cái tính của họ rất là rộng rãi, biết chia sẻ, biết san sẻ những cái mà mình có được cho những người khác. Mà chúng ta ít người biết đến là tại sao mà họ giàu sang như vậy, thì nó có lý do nó của nó. Đó là cái dấu hiệu về cái phước thứ tư. Và cái phước cuối cùng mà mình muốn chia sẻ đến các bạn, và đây cũng chính là cái phước quan trọng nhất, cực kỳ quan trọng nhất. Có thể là những cái phước trên, bốn cái phước mà mình đã nói ở phía trên cộng lại nó cũng chưa bằng các bạn có được cái phước này nữa. Cho nên các bạn hãy trân quý nó nếu như mà các bạn có nó. Và cái phước này mình muốn nói đến đó chính là chúng ta biết được Phật Pháp, biết được Phật Pháp và thực hành theo chánh pháp là một cái phước rất may mắn và cực kỳ có cái nhân duyên tốt đối với một kiếp người của chúng ta. Có thể nói một kiếp người không uổng phí thế nào nếu mà chúng ta biết được Phật Pháp. Bởi vì trong kinh điển cũng đã từng nói rằng là thân người của chúng ta có được là rất khó, mà nghe được chánh pháp nữa thì lại càng khó hơn. Cho nên khi mà được thân người rồi thì đây là các bạn hãy nhớ rằng có một cái nhân duyên rất lớn mà chúng ta phải biết sử dụng nó như thế nào trên con đường tu tập của mình để đi đến một cái sự giải thoát, một cái sự giác ngộ hạnh phúc viên mãn, có một cái sự trí tuệ. Chứ đừng để một cái kiếp người nó trôi qua, nó cứ lòng vòng trong sinh tử và nó cứ quay quần mãi những cái cảnh như vậy, thì nó thực sự là một cái điều gì đó rất lãng phí. Mà chúng ta biết rằng cái phước đó nó cũng có rất nhiều dấu hiệu, nhưng mà chúng ta thấy được là đối với một người mà cái tuấn tai mà có cái hình trước con thuyền Bát Nhã nó giống như thế này, thì rõ ràng các bạn là một cái người con của Phật tử. Mà cái dấu hiệu này nó không phải là tự nhiên nó có. Các bạn lưu ý trên cái lòng bàn tay của mình. Nếu như mà hiện tại mình chưa có, mà ở hiện tại trong quá khứ mình cũng là một người đã từng biết đến Phật Pháp, biết tu tập,
biết làm những cái điều phúc thiện và chia sẻ những cái lợi lạc, lợi ích của mình cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Thậm chí là đi chùa lễ kính Phật, thậm chí là chúng ta có thể tụng kinh hoặc là trì chú vân vân. Thì những cái điều này nó sẽ từ từ nó nuôi dưỡng cái tâm hồn của mình theo cái chánh niệm của mình. Mà chánh niệm nó cũng là một trong cái 8 cái con đường để dẫn đến cái sự giải thoát giác ngộ, đó chính là cái bát chánh đạo. Mà những người mà có cái con thiền bát nhã như thế này thì đó chính là cái kết quả của một cái quá trình tu tập nào đó. Có thể là các bạn sẽ phải đối mặt và đối diện với những cái nghịch cảnh và thậm chí là những cái hoàn cảnh cực kỳ éo le và nó khó khăn, thậm chí là khó khăn chồng chất ở trong cuộc sống. Nhưng mà đó chỉ là một cái giai đoạn thử thách để xem các bạn có cái khả năng vượt qua nó hay không. Thì nếu như mà vượt qua được cái bài thi đó, chúng ta thường gọi là cái bài thi, cái bài test, bài lên lớp hoặc là bài tốt nghiệp, nếu như mà vượt qua được thì các bạn sẽ có được một cái thành tựu mà trước đây mình chưa từng nghĩ đến, thậm chí chưa dám nghĩ đến. Và nhiều người còn muốn nghĩ đến nhưng mà họ chưa được, bởi vì còn một cái sự trở ngại nào đó, một cái bài test mà mình chưa vượt qua được. Cho nên đối với những người mà có cái tướng tài con thiền bát nhã như thế này thì đó là một trong những cái điều cực kỳ may mắn. Và thậm chí những người mà ở cái ngón cái của các bạn có những cái nhiều cái lóng như thế này, hoặc là ở những cái khu vực này các bạn có những cái đốt như thế này, thì đó cũng là một trong những cái tín hiệu nó cho thấy rằng các bạn cũng là một người có duyên với nhà Phật. Nếu như mà mình tinh tấn biết làm những cái điều phúc thiện và biết tụng kinh sám hối vân vân, nói chung là làm những cái việc của một người Phật tử, thì các bạn có khả năng sẽ là một cái người có được cái hạnh phúc viên mãn về phía sau. Và đây chính là cái phước báo lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta. Và nếu như các bạn có đầy đủ 5 cái phước báo này thì quả thực là các bạn có một cái sự may mắn rất lớn đối với những người khác. Còn các bạn nếu có một trong các cái dấu hiệu này thôi thì mình cũng nghĩ rằng các bạn cũng đã là một người có phước lắm rồi. Và những cái phước đó, hy vọng là chúng ta biết trân trọng, trân quý nó và phát triển nó lên, để mà ngày càng chúng ta có thể tích tụ thêm nhiều cái phước báo cho mình. Nó sẽ giúp cho mình rất ít trong cuộc sống hiện tại và lẫn sau này. Và đó chính là 5 cái dấu hiệu phước báo mà mình muốn chia sẻ đến các bạn thông qua cái video này. Và mình sẽ xin kết thúc cái video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.